Các em thân mến, hôm nay mình sẽ học tiếp chương 6, quá trình sấy vật liệu ẩm, phần 4. Năm La Mã. Các bài tập ứng dụng. Thì giải một số các bài tập ứng dụng các em. Mình học lý thuyết hết rồi. Phần 1 đó, thì mình học một số khái niệm cơ bản và tác nhân sấy. Phần 2 mình học về tính học của quá trình sấy. Và phần 3 mình học về động học của quá trình sấy. Và phần 4 này là năm La Mã, mình học làm một số cái bài tập áp dụng vào trong thực tế để tính toán cái hệ thống sấy như thế nào. Để mình hiểu sâu về lý thuyết hơn. Giúp các em nghiên cứu và hiểu sâu về lý thuyết hơn để sau này ứng dụng làm đồ án quá trình thiết bị, đồ án tốt nghiệp trước khi ra trường. Rồi bây giờ mình sẽ học là cái một số bài tập ứng dụng cho các em. Rồi. Năm là bài tập áp dụng. Bài tập áp dụng là bài tập số 1. Người ta cho một cái hệ thống sấy như trên hình 6.24. Hệ thống sấy này người ta cho những cái dữ liệu sau đây. Thứ nhất là trạng thái không, là không khí ở ngoài trời vào có cái nhiệt độ T0 30 độ C và độ ẩm phi không là 74,5%. Không khí sau khi đi qua calorifer thì nâng nhiệt độ lên trạng thái 1. Có nhiệt độ T1 là 96,3 độ C. Và sau đó được đi qua cái buồng sấy và nó làm nguội đến trạng thái 2. Có nhiệt độ là 60 độ C và nhiệt bổ sung bằng nhiệt tổn thất bằng 0, là không có nhiệt bổ sung và không có nhiệt tổn thất. Đó là những cái dữ liệu người ta cho. Tiếp theo, người ta cho tiếp dữ liệu là cái năng suất thiết bị vào á, nguyên liệu vào á, là R1 đó là bằng 1.500 km, 500 kg trên một mẻ, là 1,5 tấn á. Và một mẻ là sấy 8 tiếng, 8 giờ. Độ ẩm ban đầu của nguyên liệu là W1 là 72,5% và độ ẩm yêu cầu của sản phẩm là 8%. Lượng hơi đốt á, đưa vào á, cấp vào cho calorifer là hơi nước bão hòa ở áp suất 1,2 atmosphere và có cái ảnh nhiệt ngưng tụ và 525 kilocalo trên kg để cho nguyên liệu vào, rồi cái lượng hơi đốt vào này, lượng nước ngưng ra, hơi đốt là hơi nước bão hòa. Lượng nguyên liệu vào á, người ta cho là 1,5 tấn á, 1.500 kg trên một mẻ 8 tiếng 8 giờ. Và độ ẩm á, ban đầu là 72,5% và độ ẩm ra của sản phẩm là 8%. Đó, các em tính. Bây giờ người ta kêu tính cái gì? A là 4 câu hỏi là xác định trạng thái 1 và trạng thái 2 vẽ trên đồ thị của dạng đồ HD. B là xác định cái lượng sản phẩm thu được và tính toán cái lượng hơi nước bốc ra từ sản phẩm là W bao nhiêu và tính toán cái lượng không khí khô cần thiết đi vào calorifer L này bằng bao nhiêu. C là người ta kêu tính toán là cái năng lượng cho calorifer và lượng hơi đốt cấp vào cho calorifer. Và cái câu hỏi cuối cùng là tính toán cái công suất động cơ điện của quạt. Thì để giải cái bài này á, thì mình sẽ có một cái nhận xét như sau. Được chưa? Nhận xét đó, vì nhiệt bổ sung bằng nhiệt tổn thất bằng không rồi, cho nên quá trình sấy này là chính là quá trình sấy lý thuyết. Nha, không phải sấy thực tế nữa. Thì cái này á, là học ở cái phần 2 về tính học của quá trình sấy rồi, các em xem lại vấn đề đó. Được chưa? Bây giờ câu A là xác định trạng thái 1 và trạng thái 2 và vẽ đồ thị. Từ
cái trạng thái không của không khí để nó cho, và tra trên cái đồ thị HD thì mình sẽ tìm ra được này. Đó. Trạng thái không này là T0 cắt với V0, được chưa? Mình lấy cái đồ thị HD ra. Đồ thị HD rất là nhiều ở trên mạng, đọc xuống và tra. Thấy không? Thì tra được điểm không, ta tìm ra được D0. Thấy chưa? Thì các em tìm ra được D0 đây. D0 này nó bằng D1 luôn, là bằng 0,02 kg trên kg hơi nước trên kg không khí khô đó. Thấy chưa? Và từ đó mình tìm ra, mình kẻ cái đường H này song song với đường H thì ta tìm ra được H0. H0 này á là nó bằng là 19,4 kilocalo trên kg. Vậy thì mình đổi ra kilojoule thì mình phải nhân cho 4,186, tại vì 1 kilocalo thì bằng là 4,186 kilojoule. 19 như vậy thì nó H0 nó bằng là 81,2 kilojoule trên kg. Đó, các em nhớ vấn đề đó. Đấy, như vậy thì ta xác định được cái trạng thái 1 rồi, xác định là D0 và H0. Trạng thái 1 là do là T0 với phi 0 này cắt nhau tạm. Rồi trạng trạng thái 0 chứ, quên trạng thái 1. Trạng thái 0 là nó T0 giao với phi 0. Và từ đây ta tìm ra được D0 và H0. Rồi bây giờ ta đi tìm trạng thái 1. Trạng thái 1 chính là giao giữa là D0 bằng D1, là cái đường thẳng giao lên với cái đường nhiệt độ T1 chạy ngang qua. Đó. Hai cái đường này cắt nhau tại một điểm, điểm này là chính là điểm 1. Như vậy thì ở đây calorifer nó sẽ đi vào, nó đốt nóng giai đoạn này, nó đốt nóng 0,1 là giai đoạn đốt nóng ở calorifer. À, các em nhớ. Như vậy ta xác định cái điểm 1 nha. Và như vậy thì cái điểm 1 này nè là giao giữa là đường T1 bằng 96,3 độ C và D1 bằng 0, D1 bằng D0 đây nè. Mình xác định D0 rồi. Vậy D1 bằng D0 bằng 0,02 kg hơi nước trên kg không khí khô. Như vậy hai đường này cắt nhau tại một điểm, ta tìm ra được cái điểm 1. Được chưa? Từ cái điểm 1 này ta tìm ra, sẽ tìm ra được H1. Được chưa? H1 cái đường thẳng mà dốc xuống đó, song song với H0. Được chưa? Đi qua điểm 1. Như vậy thì ở đây ta sẽ tra được, trên đồ thị ta sẽ tra được, ta sẽ tìm ra được là H1. H1 này bằng H2 là do quá trình sấy lý thuyết á. Do quá trình này, do quá trình này là quá trình sấy lý thuyết, vì nhiệt bổ sung bằng nhiệt tổn thất bằng không, cho nên H1 bằng H2 luôn. H1 bằng H2, ta tìm ra được H1 bằng H2 là bằng 36 kilocalo trên kg trong khí khô đó. Thì 36 này nhân cho 4,186 đổi ra là bằng 150,7 kilojoule trên kg. Như vậy thì cái trạng thái 1 ta xác định xong. Bây giờ ta đi xác định trạng thái 2. Trạng thái 2 là giao giữa cái đường T2 bằng 60 độ C mà giả thiết người ta cho, và H2 do bằng H2 bằng H1 này. Và mình tìm ra được H1 rồi. H2 là bằng 36 kilocalo trên kg. Được chưa? Đó. Như vậy thì cái đường H2 chạy ngang qua, cắt cái đường H1 bằng H2 tại một điểm, điểm này chính là điểm 2. Các em thấy nhé. Và khi xác định được điểm 2 rồi, ta bảng ta giống từ điểm 2, ta giống một đường vuông góc xuống, ta tìm ra được D2. Như vậy thì cái độ chứa hơi của D2 lúc này á là nó bằng là 0,0344 kg trên kg không khí khô. À, như vậy thì từ cái kết quả mà ta bảng trên đồ thị ra, ta vẽ được cái đồ thị giãn đồ của quá trình sấy trên hình 6.25 đó, với quá trình 0,1 là quá trình đốt nóng, 0,1 đây đốt nóng tại calorifer, và quá trình 1,2 là quá trình làm nguội, là quá trình sấy ở phòng sấy, biết chưa? Quá trình sấy phòng sấy là quá trình 1,2 đây, sấy là cái này là nguyên lý về sấy thì thầy đã trình bày ở tỉnh học về cái phần 2 tỉnh học của quá trình sấy. Thì các em xem lại cái bài này, giảng của thầy trên video clip thì các em sẽ hiểu được cái vấn đề đó nhé. Rồi sau khi tính toán xong rồi, bây giờ mình áp dụng mình tính thôi. Thứ nhất là mình phải tính là cái lượng sản phẩm, và tính cái lượng hơi nước ra, và tính cái lượng không khí khô. Với cái lượng hạn sản phẩm thu được đã có cái công thức để tính rồi. D2 ta ráp vào thôi. Ráp vào thì ở đây ta tính ra được là cái D2 là đó là 448,4 kg trên một mẹ.
Tính. Tại vì R1 là cái 1.500 kg trên mẻ, thì R2 mình tính kg trên mẻ thứ nguyên đó, nó không thay đổi. Thì ở đây ta thay vào thôi, có là W1 rồi, ta có W2 rồi. Bây giờ W1 là 72,5%, W2 là 8. Đó. Đây là độ ẩm của nguyên liệu, độ ẩm của sản phẩm. Được chưa? Rồi R1 là cái đường nguyên liệu đưa vào thì ta được thu được sản phẩm. Với cái lượng hơi ẩm bốc ra thì nó sẽ bằng lượng hơi ẩm bốc ra từ nguyên liệu, thì nó bằng là khối lượng nguyên liệu trừ đi khối lượng sản phẩm. Rồi chênh lệch này ta sẽ suy ra được cái lượng hơi nước bốc ra là 1.051,6 kg trên một mẻ, là hơn 1 tấn luôn đó. Lượng hơi nước bốc ra khủng khiếp, lớn lắm. Thấy chưa? Và từ 1.051,6 kg trên mẻ thì mình đổi ra là kg trên giây, để sau này mình tính toán cái lượng không khí khô, cho nên mình cần phải đổi ra. Như vậy thì một mẻ của nó là bằng 8 giờ, một mỗi giờ là 3 bằng 3.600, thì mình sẽ chia lấy khối lượng chia cho 8 nhân cho là 3.600, cuối cùng nó ra là 0,0365 kg trên giây. Đấy cái lượng hơi hơi ẩm bốc ra từ nguyên liệu. Các em đã tính toán được theo cái công thức này thì nó sẽ ra kết quả giống như thầy đã tính toán, được chưa? Rồi sau khi có xong cái lượng hơi nước thì các em tính cái lượng không khí khô. Cái lượng không khí khô là bằng cái V kép trên cho delta D. Cái công thức này đã được trình bày ở cái phần 2 tính học của quá trình xây, các em lật lại các em xem, được chưa? Thì V kép này có rồi, D2 và D1 có rồi, thay vào đây thôi. Được chưa? Thì ta được, ta tính ra được cái lượng không khí khô là bằng 2,535 kg không khí khô trên giây. Đấy, cái lượng không khí khô này đưa vào, cái lưu lượng không khí khô này đưa vào calorifer để đốt nóng. Được chưa? Sau khi có cái lượng không khí khô tính toán rồi thì mình tính toán cái nhiệt cần cung cấp cho calorifer thì nó được xác định theo cái phương trình này. Được chưa? Phương trình này từ đâu ra? Từ trên trời rơi xuống hả? Không phải. Cái phương trình này đã được trình bày ở cái phần 2 tính học của quá trình sấy, thầy đã trình bày cho các em đặt lại xem, hiểu chưa? Cái QK này nó chính là bằng cái lượng hơi đốt nhân cho ảnh nhiệt ngưng tụ. Đấy, nó bằng là lượng không khí khô nhân cho H1 trừ đi H0. L vừa tính xong, bây giờ H1 và H0 đã tra bảng tìm được, ta thay vào đây. Tra bảng ở trên ta tìm được. Và cuối cùng ta tìm ra được là 176,2 kW. Như vậy thì từ cái năng lượng calorifer thu được á, thì ta sẽ xác định ra được cái lượng hơi đốt đưa vào, lượng hơi đốt đưa vào calorifer thì các em chia xuống thôi, D nó sẽ bằng QK chia R, mà R ở đây là 525 kg kilocalo trên kg, thì mình muốn đổi ra kilojoule trên kg thì phải nhân cho 4,186. Bây giờ đổi ra từ kilocalo đổi ra kilojoule, và cuối cùng ta tìm ra được cái lượng hơi đốt là 0,08 kg trên giây. Bây giờ cái lưu lượng hơi đốt cần đưa vào. Rồi cái câu cuối cùng ở đây á, là mình tính toán là công suất động cơ quạt quạt hút của hệ thống sấy, thì đó cũng là có cái công thức mà thầy đã trình bày ở phần 2 về tính học của quá trình sấy, thì các em xem lại cái phần 2 đó. Thế nhá, thì L quạt này ấy, nó chính là bằng L nhân cho 1 cộng cho delta D, và L đã vừa tính xong, delta D đã có rồi. Như vậy thay thay vào đây hết toàn bộ số liệu vào tính toán thì ta sẽ xác định được là cái lưu lượng khối lượng của khí thải đi qua quạt. Nghe. Lưu lượng khối lượng của khí thải đi qua quạt là nó bằng 2,57 kg trên giây. Được chưa? Rồi, bây giờ ta đi tìm khối lượng riêng của cái khí thải ở cái nhiệt độ T bằng T2 bằng 60 độ C. Đấy. Được chưa? Nhìn vào cái đồ thị này thì ta có là cái nhiệt độ T2 này được quạt hút ra thì nó cũng là cái khí thải, cái nhiệt độ này bao nhiêu thì nhiệt độ khí thải đi qua quạt là bao nhiêu? 60 độ C. Được chưa? 60 độ C. Và khi đó ta áp dụng cái công thức tính khối lượng riêng của quạt, tính khối lượng riêng của khí thải đi qua quạt, thì ta xác định được là cái khối lượng riêng của khí thải đi qua quạt là bằng là 1,06 kg trên mét khối.
Và sau khi có khối lượng điện rồi, ta tính là lưu lượng thể tích của khí thải tuần hoàn qua quạt thì bằng lưu lượng khối lượng chia cho khối lượng riêng, và cuối cùng ta tìm ra được là 2,42 mét khối trên một giây, được chưa? Mét khối trên giây. Và sau khi ta có xong xuôi rồi là ta tính cái độ chênh lệch áp suất giữa cửa hút và cửa đẩy của quạt. Độ chênh lệch này chính là trở lực của quạt đó. Trở lực của quạt là phải có phụ thuộc vào đường ống dẫn của quạt, và thực tế là mình phải đi tính toán theo được cái dọc theo đường ống, nhưng ở đây thì ước lượng thôi, được chưa? Thì nó khoảng là nó nằm trong khoảng là 0.025 đến 0.05 atmosphere, cái độ chênh lệch đó, độ trở lực của áp suất đó, từ cái buồng sấy đến cửa hút của quạt thì nó cũng bằng trở lực của quạt để hút thải đi. Ta thấy vào đây thì ta đây ước lượng thôi nghe, còn thực tế bài toán thực tế thì mình phải căn cứ vào cái đường ống dẫn gió để tính trở lực của quạt như thế nào thầy mới thay vào công thức này. Và cuối cùng là ta tính ra được là 7,5 kW. Như vậy thì cái bài tập số 1 thầy đã trình bày xong cho các em. Thì các em phải về nhà xem lại cái bài giảng của thầy. Xem lại cái bài giảng của thầy để mình hiểu, mình làm bài tập những bài tập tiếp theo, được chưa? Rồi thầy đi qua một cái bài tập thứ hai. Bài tập này khác với bài tập trước. Bài tập trước là có nhiệt bổ sung và nhiệt tổn thất bằng không, thì quá trình đó quá trình sấy lý thuyết. Bây giờ bài tập này là nhiệt bổ sung và nhiệt tổn thất khác không nha. Nhiệt bổ sung và nhiệt tổn thất khác không là quá trình này quá trình đưa về quá trình sấy thực. Có nghĩa là bây giờ là không khí ở ngoài trời ở trạng thái không, ở ngoài trời đi vào buồng sấy, đi vào calorifer đó. Và nó được đốt nóng từ trạng thái 0 lên trạng thái 1. Và sau đó nó được thổi qua buồng sấy thì nó làm nguội từ trạng thái 1 đến trạng thái 2. Quá trình này là quá trình vừa cấp nhiệt và tách ẩm, thầy đã nói về nguyên lý rồi, cho nên thầy ở cái phần 2 tính học của quá trình sấy cái chương này thầy đã giảng kỹ rồi, cho nên thầy không nói về nguyên lý nữa. Bây giờ thầy nói phần tính toán. Có trong cái quá trình sấy này có nhiệt tổn thất ra ngoài môi trường, mà tổn thất thì phải có nhiệt bổ sung vào, không thôi là quá trình sấy cái thực hiện cái thời gian sấy kéo dài cái sự tổn thất về chất lượng của sản phẩm, được chưa? Thì người ta sẽ sau đó, sau khi mà sấy xong, sau khi mà hơi ẩm bốc xong, khí thải được quạt hút thải ra ngoài, được chưa? Tất cả cái bài toán này được mô tả trên cái hình 6.26 của hệ thống sấy. Các em rõ chưa? Bài toán trước là nhiệt bổ sung và nhiệt tổn thất bằng không, không có nhiệt bổ sung và nhiệt tổn thất. Thì bài toán này là có nhiệt bổ sung và có nhiệt tổn thất. Và người ta cho dữ liệu như sau. Cái hệ thống sấy được mô tả như hình 26. Không khí ngoài trời ở trạng thái không có nhiệt độ là 30 độ C. T0 30 độ C. Độ ấm phi không là 74,5%. Và sau khi được đốt nóng ở calorifer thì cái không khí nóng tác nhân sấy nâng lên trạng thái 1 có nhiệt độ là T1 là bằng 96,3 độ C. Và sau đó được thổi qua hay là được dẫn qua cái buồng sấy để làm nguội đến trạng thái 2 có nhiệt độ là T2 là 60 độ C. Và nhiệt bổ sung là 10 kW và nhiệt tổn thất là 9,5 kW. Nhiệt bổ sung 10 kW là 9. Nhiệt tổn thất là 9,5 kW. Và cái năng suất của nguyên liệu vào là 1.500 kg trên một mẻ. Và thời gian sấy một mẻ là 8 giờ. Độ ẩm ban đầu nguyên liệu là 72,5% và độ ẩm yêu cầu của sản phẩm là 8%. Đó. Và cái hơi đốt là đưa vào calorifer là hơi nước bão hòa và tại áp suất là 1,2 atmosphere và có cái ảnh nhiệt ngưng tụ là R bằng 525 kilocalo trên kilogram thì làm hơi đốt. Bây giờ nhiệm vụ người ta kêu mình tính toán cái gì? Thứ nhất
là xác định trạng thái 1 và trạng thái 2. Sau khi xác định xong là mình sẽ vẽ cái đồ thị này trên, vẽ đồ thị sấy trên cái dạng đồ HD. Rồi cái câu thứ hai là xác định cái lượng sản phẩm, rồi xác định cái lượng hơi nước bốc ra, rồi xác định cái lượng không khí khô đi qua calorifer. Rồi cái câu thứ ba là cái xác định năng lượng cần thiết cung cấp cho calorifer, rồi xác định cái lượng hơi đốt đưa vào là bao nhiêu, calorifer bao nhiêu, và cuối cùng là xác định cái động cơ của hoạt. Cái là thì cái lời giải của bài toán này nhận xét như sau: Q bổ sung bằng 10 kWh, Q tổn thất bằng 9,5 kWh. Như vậy quá trình sấy này là quá trình sấy lý thuyết giống như quá sấy thực. Các em nhớ vấn đề đó nha. Rồi bây giờ ta đi câu A là xác định cái trạng thái 1 và 2 và vẽ đồ thị sấy trên cái dạng đồ HD. Đấy chưa? Thế từ cái trạng thái 0 mà người ta cho dữ liệu rồi là T0 30 độ C và phi 0 là bằng 74,5%. Thì các em tra trên đồ thị cái giống như cái bài toán trước thôi, rồi mình tìm ra được D0 này nó bằng D1 luôn đó các em. Yeah. Đó. Nhìn vào đây này là D0 này, sau khi đi qua không phun thêm hơi nước nó bằng D1 luôn để quá trình sấy. Rồi. Bằng D1 bằng 0,2, đây quá trình sấy là từ ta tìm ra được là điểm 0 rồi, điểm 0 là từ T0 giao với phi 0 tại điểm 0 và từ điểm 0 xuống đây. Thấy chưa? Thì ta tìm ra được D0 bằng D1 luôn, tại vì quá trình này quá trình 0,1 là quá trình đốt nóng ở calorifer, không phun thêm hơi nước cho nên nặng độ chứa hơi, thì các em chú ý vấn đề đó nha. Rồi ta tìm ra được, ở đây ta tìm ra được là gì, là 0,02 kg hơi nước trên kg không khí khô, và H0 nó cũng bằng là 81,2 kJ trên kg. Các em nhớ bây giờ trạng thái 1 là như thế nào. Trạng thái 1 là giao giữa T1 với D1 cho các em, và T1 người ta cho rồi đó, bằng 96,3 độ C, còn D1 là bằng D0, mình đã tính toán ở đây rồi, được chưa, là bằng 0,02 kg hơi nước trên kg không khí khô. Như vậy giống cái đường kéo đường thẳng vuông góc này lên, cắt cái đường T1 này tại một điểm, điểm này chính là điểm 1 nha các em, chính là điểm 1 đó, được chưa. Thì như vậy thì ta sẽ xác định được cái, như vậy thì ở đây á ta xác định được điểm 1, và từ điểm 1 này ta sẽ kẻ một cái đường H1 song song với H0. Như vậy ta sẽ, và cái đường H1 này cắt với trục tung này là cái là bao nhiêu, tại đây ta đọc được là H1. Đấy nha. Và H1 lúc này nó chính là bằng 150,7 kJ trên kg. Rồi. Bây giờ ta đi tìm điểm 2. Điểm 2 là giao giữa gì? Giao giữa T2 và H2. H2 có chưa? Chưa nha. H2 và D2 chưa. À. Do nhiệt bổ sung này. Thấy giờ và nhiệt tổn thất khác không nhé, quá trình sấy này là quá trình sấy, quá trình sấy thực tế, được chưa? Để các em nhớ vấn đề đó. À. Do nhiệt bổ sung á mà lớn hơn nhiệt tổn thất cho nên H2 phết bằng H2 lớn hơn H1. Để các em thấy không? H2 này lớn hơn H1 đấy. Là các em xem lại cái phần lý thuyết phần 2 về tính học quá trình sấy, thầy nói rất là kỹ khi điểm 2 giờ về điểm 2 phết. Và điểm 2 trùng với điểm 2 phết, và lúc này là H2 lớn hơn H1. Đó, các em nhớ vấn đề đó. Rồi, như vậy là từ cái phương trình 6.64. Phương trình 6.64 này ở đâu? Ở trên trời đây xuống. Phương trình 6.64 là phương trình đây này, được chưa? Và được trình bày ở cái phần 2 tính học của quá trình sấy, được chưa? Vì H2 một phép trùng với H2, D2 một phép trùng với D2 cho nên ta viết lại. Ta viết lại là H2 trừ đi H1 trên D2 trừ đi D1 nó sẽ bằng là nhiệt bổ sung trừ đi nhiệt tổn thất trên cho về kép. Thì giờ cái phương trình bên này là phương trình 6.64 biến đổi thành cái phương trình là 1.91 này, được chưa? Mà về kép ở đây á là mình sẽ tính ra được rồi. Về kép ở đây được tính theo cái phương trình này.
Yeah. Có cái trên phương trình này được trình bày ở cái phần 2 tính học của quá trình sấy, phần 2 của chương 6 tính học của quá trình sấy, và VGAP này đã có, đã tìm ra được. Được chưa? Và cuối cùng ta thay vào đây, ta thay vào cái phương trình 6.91 này nè, được chưa? Và cuối cùng ta biến đổi, biến đổi ra được cái phương trình 6.93. Ở đây là cái phương trình này nó có một phương trình mà nó có hai ảnh là H2 và D2. Được chưa? Phương trình là 6.93. Và từ cái phương trình 6.19 về tính toán đó, là cái công thức tính toán enthalpy của không khí ẩm, thì ta có cái phương trình này. Để ta viết lại cái phương trình này H2 nó phụ thuộc vào cái D2 và T2. Được chưa? Mà T2 ở đây bằng 60 độ C thay vào đây, thì cuối cùng ta tìm ra được cái phương trình là 6.95. Được chưa? Từ phương trình 6.93 và phương trình 6.95 thì ta tìm ra được là cái hệ phương trình là 6.96. Và cuối cùng giải cái hệ 6.96 này, ta tìm ra được là gì? D2, và tìm ra được H2. Vậy ta tìm ra được trạng thái 2 rồi. Được chưa? Và khi có trạng thái 2 rồi, ta sẽ biểu diễn cái trạng thái 2 này trên cái đồ thị, vẽ cái đồ thị sấy. Về quá trình 0.1 á là quá trình đốt nóng, và quá trình 1.2 này á là quá trình sấy thật ở cái buồng sấy. Được chưa? Buồng sấy của hệ thống sấy. Như vậy ta vẽ được cái đồ thị này. Được chưa? Vẽ được cái đồ thị này rồi. Hiểu không? Rồi bây giờ ta đi, như vậy câu A đã xác định xong, bây giờ ta đi tìm câu B. Câu B thì ta sẽ cái xác định cái khối lượng của sản phẩm thu được, thì nó sẽ áp dụng cái công thức ở trình bày ở cái phần 2 tính học quá trình sấy rồi, thì bây giờ mình tìm ra được cái R2. R2 cuối cùng đã tìm ra được là 448,4 kg trên mẻ. Và cuối cùng ta tìm ra được cái lượng hơi ẩm bốc ra là nó cũng bằng là 1051,6 kg trên một mẻ. Được chưa? Và là tương ứng với là khi nãy mình đã đổi ra ở đây là kg trên giây rồi các em. Đó. Đây này, mẻ đổi ra được là 0,0365 kg trên giây. Đổi bằng cách nào? Một mẻ là bằng 8 tiếng, mà một tiếng là 18 giờ đó. Một giờ là bằng 3600, chia 8 rồi chia tiếp cho là 3600, cũng ra được cái kết quả này nha các em. Rồi cuối cùng ta tìm ra cái lượng hơi nước bốc ra, và ta tìm ra được lượng không khí khô, vì cái delta D này được xác định rồi là D2 trừ đi D1. D2 đây là D2, đáng lẽ là 2 nằm đây, nhưng mà bây giờ nó chuyển qua là nó trùng với là 2, 2 trùng với 2 phép luôn. Cái điểm này nó về đây nó trùng. Về mặt lý thuyết thì cái điểm 2 nó nằm đây, khi nhiệt bổ sung bằng nhiệt tổn thất, nhưng mà về sấy thực tế thì lúc này cái D2 này nó dời về nó trùng với D2 phép. D2 phép bằng D2, được chưa em? Từ D2 phép bằng D2 này các em thay vào đây thì các em sẽ thấy là D2 có rồi, D1 có rồi, được chưa? Đây là D2 phép là chính là D2 một phép, đây chính là D2. Thay vào đây, thay vào đây thì ta sẽ có, ta tính ra toán ra được là cái lượng không khí khô, cái lượng không khí khô lúc này nó chính bằng là 2,31 kg không khí khô trên giây. Rồi bây giờ ta đi tính cái năng lượng cấp cho calorifer bằng bao nhiêu, và tính ra cái lượng hơi đốt cần thiết. Cái năng lượng cấp cho calorifer và lượng hơi đốt được xác định theo cái phương trình này, đây là công thức này. Để ta tính ra được là QK nó bằng là 160,5 kilowatt. Và từ cái kết quả này ta tìm ra được cái D. D nó bằng QK chia cho R. Mà R nó bằng 525 kilocalo trên kg, đổi ra kilojoule trên kg thì phải nhân cho 4,186. Cuối cùng ta tìm ra được cái lượng hơi đốt cần thiết là 0,073 kg trên giây. Các em thấy đấy chưa? Rồi, bây giờ ta đi tính cái động cơ của quạt. Muốn tính động cơ của quạt thì ta tính cái lưu lượng khối lượng đi qua quạt, ta tính ra được là 2,35 kg trên giây. Và sau đó ta tính khối lượng riêng của khí thải đi qua quạt,
Cuối cùng ta tính ra được là cái lưu lượng thể tích của khí thải đi qua quạt là nó bằng, kết quả nó bằng là 2,21 mét khối trên giây. Và cuối cùng ta áp dụng cái công thức, cái phương trình tính động cơ quạt, thế vào là cuối cùng ta tính ra được là 6,83. Với cái delta B quạt này là trợ lực của quạt này, nó phụ thuộc vào cái đường ống dẫn gió thực tế như thế nào, được chưa? Thực tế lắp đặt như thế nào thì mình phải tính toán, nhưng ở đây thầy thấy ước lượng thôi, nó bằng 0,025 atmosphere, hay là tương đương là 0,025 nhân cho 9,81 nhân 10 mũ 4 newton trên mét vuông, rồi thế vào. Rồi. Các hiệu suất này đã được tra tra bảng nhé. Tra bảng tra ở đâu em? Tra ở trong cái cuốn tập 1, chương 3, vận chuyển chất khí. Tập 1 chương 3 vận chuyển chất khí. Tập 1 là các quá trình cơ học thủy lực và khí nén, nó khác em nha. Đó, như vậy là cái bài tập số 2 thầy đã giải xong cho các em. Các em chú ý cái vấn đề đó, được chưa? Chú ý cái vấn đề đó. Các em ở đây các em nhớ chú ý nha. Cái vấn đề 1 2 này là có trình sáng lý thuyết, và cho nên là cái D này D2, nhưng mà khi sáng thực rồi ấy, cái D2 này nó chạy về trùng với D2 một phép. Được chưa? Cho nên ở đây ta sẽ có là cái delta D này nó sẽ bằng, đáng ra nó bằng là D2 một phép trừ đi D1, nhưng mà ở đây là nó trùng bằng là D2 trừ đi D1 rồi. Đó. Cái delta D này quá trình xoay lý thuyết. Được chưa? Các em đi qua một cái bài tập thứ ba là sấy có cái không khí hoàn lưu. Các em nhớ vấn đề là khi mà mình bài tập số 1 là mình sấy lý thuyết, bài tập thứ hai là mình sẽ thực tế, cái bài tập thứ ba này là bài tập về sấy có cái không khí hoàn lưu. Thì ở đây người ta cho một cái hệ thống sấy, cái trạng thái cái không khí lượt đầu tiên là không khí chưa có không khí hoàn lưu đó. Là không khí ở ngoài trời ở trạng thái không, đấy chưa? Ở trạng thái không, các em nhớ vấn đề đó. Sau khi đi qua calorifer ở trạng thái không, sau khi đi qua calorifer thì nó đốt lên, cái lượt đầu tiên các em chưa có không khí hoàn lưu thì nó sẽ đốt nóng lên trạng thái một phép, được chưa? Và trạng thái một phép này nó được thổi qua cái bù sấy thì nó được làm nguội đến trạng thái ba, hiểu không? Và trạng thái ba này được quạt hút hút thải ra ngoài, và một phần đó của cái khí thải này quay ngược trở lại phối trộn với các không khí đầu vào. Như vậy lúc này cái lượt thứ hai trở đi á, lượt thứ hai trở đi thì nó có không khí hoàn lưu. Vậy thì bây giờ nó xảy ra sự phối trộn giữa cái trạng thái ba không khí hoàn lưu và trạng thái không, và trạng thái ba phối trộn với trạng thái không nó tạo ra trạng thái một. Rồi từ trạng thái 1 nó sẽ được calo đi qua calorifer đốt nóng lên trạng thái 2. Rồi từ trạng thái 2 nó được thổi qua bùn sấy và được sấy và làm nguội đến trạng thái 3, và cứ tiếp tục như vậy, nó quấn vòng tròn như vậy. Được chưa? Các em hiểu ra được cái sơ đồ hệ thống sấy này chưa? Thầy nhắc lại nha. Nhắc lại cái bài toán, phân tích bài toán. Cái hệ thống sấy này nó khác với cái hệ thống sấy khác, nó có không khí hoàn lưu. Không khí lượt đầu tiên, lượt đầu tiên á mà tác nhân sấy vào có không khí hoàn lưu chưa? Chưa. Lượt đầu tiên thì không khí ở ngoài trời ở trạng thái không, được chưa? Và có nhiệt độ T0 và độ ẩm phi không, được chưa? Được đi đi qua calorifer đốt nóng lên trạng thái một phép, và trạng thái một phép này là không khí nóng này được thổi qua cái phòng buồng sấy, cái phòng sấy để thực hiện quá trình sấy và làm nguội đến trạng thái 3. Được chưa? Và không khí ở trạng thái 3 được quạt hút hút thải ra ngoài, và một phần nó quay trở lại hoàn lưu trở lại để tiết kiệm năng lượng mà cho hệ thống sấy. Thì lúc này cái lượt từ lượt thứ hai trở đi nó xảy ra quá trình phối trộn giữa hai dòng không khí nóng và lạnh. Dòng không khí nóng là ở trạng thái 3, dòng không khí lạnh là ở trạng thái 0.
Hai cái dòng này phối trộn với nhau tạo ra cái trạng thái một. Được chưa? Sau khi trạng thái một phối trộn xong, nó đi qua calorifer và được đốt nóng lên trạng thái hai. Và trạng thái hai, tác nhân sấy được đốt nóng, được thổi qua cái buồng sấy để thực hiện quá trình sấy và làm nguội lên trạng thái ba. Và trạng thái ba này được quạt hút hút thải ra ngoài và một phần quay trở lại, và nó cứ thực hiện một cái chu kỳ liên tục như vậy. Cho đến khi mà cái hệ thống dừng hẳn, là độ ẩm đạt yêu cầu. Em thấy chưa? Và bài toán ở đây người ta cho dữ liệu như sau. Hệ thống sấy được mô tả như hình 6.28. Hình này, 6.28 là hình này. Giờ không khí ở ngoài trời ở trạng thái 0 có nhiệt độ là T0-30 độ C và độ ẩm phi 0 là 74,5%. Được chưa? Và lượt đầu tiên á là được ý, được calorifer đốt nóng lên trạng thái một phết. Trạng thái một phết này là nó có cái nhiệt độ 96,3 độ C. Được chưa? Và sau đó nó đi qua, nó làm nguội ở cái nhiệt độ T3 này rồi 60 độ C. Và lưu lượng không khí hoàn lưu này L3 này là nó bằng 25% đối với lưu lượng khí đầu vào thôi. Khí vào. Không khí hoàn lưu là L3 nó chính bằng là 25% là 0,025 của cái lượng khí ngoài trời vào. Đó. Và ở đây người ta cho cái năng suất của hệ thống sấy này bây giờ là nguyên liệu vào là R1 nó bằng là 1.500 kg trên một mẻ. Một mẻ là bằng 8 giờ. Độ ẩm là W1 là 72,5% và độ ẩm yêu cầu là 8%. Nhiệt bổ sung và nhiệt tổn thất bằng 0. Ở quá trình này không có nhiệt bổ sung, không có nhiệt tổn thất. Thấy chưa? Đây là quá trình sấy lý thuyết mà có không khí hoàn lưu. À, các em nhớ vấn đề đó. Và cái lượng hơi đốt là chính là hơi nước bão hòa khô, hả? Hơi nước bão hòa. Và hơi nước bão hòa là bão hòa khô. Và tại áp suất là 1,2 atmosphere và có cái ảnh nhiệt ngưng tụ là 525 kilocalo trên kilogram. Lượt đầu tiên thì khi nãy thầy nói rồi đó, là không khí ở trạng thái 0 được đốt nóng lên trạng thái 1 phết, sau đó đi qua vùng sấy biến đổi qua trạng thái 3. Lượt thứ hai là có không khí hoàn lưu rồi thì trạng thái 3 phối trộn với trạng thái 0 tạo ra trạng thái 1 và đốt nóng lên trạng thái 2. Được chưa? Trạng thái 2 này là có là H2 bằng H1 phết đấy. Được chưa? Rồi. Qua vùng sấy biến đổi trạng thái 3. Được chưa? Trạng thái 3 này á nó có là H3 bằng H2. Bây giờ người ta kêu tính toán cái gì? Hãy xác định trạng thái 1, trạng thái 1 phết, trạng thái 2 và trạng thái 3. Và vẽ đồ thị sấy trên dạng đồ HD. Được chưa? Sau đó người ta kêu tính là khối lượng cái sản phẩm, khối lượng nước bốc ra và lượng không khí khô đi qua calorifer là bao nhiêu. Và cái câu thứ 3 là người ta kêu xác định cái năng lượng cần thiết cung cấp cho calorifer và từ đó tính ra cái lượng hơi đốt là bao nhiêu. Và cái câu cuối cùng là tính công suất động cơ của quạt hút. Đó. Như vậy cái bài này nó cũng có 4 câu hỏi. Thì ở đây á mình đi xác định câu thứ A. Câu 1 á, câu A đó là xác định cái trạng thái 1. 1 phết 2, 3 và sau đó vẽ đồ thị. Bây giờ trạng thái 0 người ta cho chưa? Như vậy trạng thái 0 này á, từ trạng thái 0 này có nhiệt độ T0 là 30 độ C và độ ẩm phi 0 là 74,5%. Và tra đồ thị ta tìm ra được gì? D0 bằng D1 phết. Vì sao D0 bằng D1 phết các em thấy? Nó đốt nóng lên tới D1 phết. Và T1 mà. T1 mà đúng không? T1 phết nhỉ? Đó. Thì quá trình này đốt nóng từ điểm 0 lên đến là điểm 1 phết. Được chưa?
Do đó ở đây ta có là D0 bằng D1 phết và bằng 0,2 kg trên giây. Kg hơi nước á, trên kg không khí khô. Và ta tra được là H0 nó cũng bằng là 81,2 kJ trên kg tra trên đồ thị. Hai cái đường này cắt nhau tại một điểm là T0 và phi 0, ta tìm ra được là D0. Tìm ra được H0 mà D0 này bằng D1 phết. Được chưa? Rồi. Đó là D0, điểm 0 ta xác định. Bây giờ ta đi tìm cái điểm 1 phết. Điểm 1 phết là bằng T1 phết. T1 phết có rồi, bằng 96,3 giao với D1 phết. D1 phết vừa tìm xong. Hai cái đường này giao nhau tại một điểm và ta tìm ra được là điểm điểm 1 phết đây. Được chưa? Từ điểm 1 phết này ta kẻ một cái đường entanglement. Được chưa? Thì ta tìm ra được H1 phết. Được chưa? Kẻ đường entanglement đi qua điểm 1 phết thì ta tìm ra được H1 phết. Đó. Ta tìm ra H1 phết này nó sẽ bằng H2 và bằng H3 luôn. Đấy, người ta giải thích cho ta cho. H2 bằng H1 phết rồi H3 bằng H2, vậy ba cái H thì bằng nhau. Đấy giờ các em nhớ vấn đề đó. H1 phết này, H2, H3 là bằng 36 kilo calo trên kg hay là bằng 150,7 kJ trên kg. Như vậy ở đây ta tìm ra được là điểm 1 phết rồi. Bây giờ ta đi tìm điểm 3. Điểm 3 sau khi thì H1 phết rồi đúng không? H1 phết bằng H3 rồi. Vậy điểm 3 này chính là gì? Điểm 3 này chính là giao giữa T3 bằng 60 độ C và giờ H với H3. H3 ở đây mình vừa tìm ra. Thì cuối cùng ở đây ta tìm ra được là D3. Đó. Giống số này. Sau khi hai đường này cắt nhau tại một điểm là điểm này, điểm 3 này. Ta tìm ra được D3. Đấy, các em sẽ có được cái D3 rồi. Được chưa? Tìm ra được D3. Bây giờ ta đi tìm cái điểm số 1. Điểm số 1 là phối trộn giữa điểm 0 và điểm 3. Đấy chưa? Giữa điểm 0 và điểm 3. Điểm số 1. Vậy điểm phối trộn của chúng là nằm trên đường thẳng nối hai điểm này. Đấy chưa? Và cái điểm số 1 này nó có thể nằm bất kỳ ở trên đường thẳng nối hai điểm này. Như vậy nó nằm bất kỳ ở đó thì bây giờ mình phải đi tìm cái điểm cho ra được cái điểm 1 này. Ở đâu? Là ta phải áp dụng cái định luật bảo toàn vật chất và bảo toàn năng lượng. Được chưa? Áp dụng cái phương trình là 6.36 đến 6.39 mà thầy đã trình bày ở cái phần 2 tỉnh học của quá trình xây các em đặt ra nơi chỗ cái phần mà cái phần tác nhân xây ở phần 1 á. Thầy trình bày ở phần 1 về tác nhân xây nơi chỗ là phối trộn hai dòng không khí nóng và lạnh. Được chưa? Thì đây là cái phương trình cân bằng vật chất và cân bằng năng lượng viết lại. Và cuối cùng ta tìm ra được là cái hệ phương trình từ 6.97 đến 6.99. Được chưa? Giải cái hệ phương trình 6.97, 6.99 này ta tìm ra được trạng thái 1 như sau. Là ta có D1 nó sẽ bằng đó, bằng cái biểu thức này. Người ta thấy vào đây là L3 này nó sẽ bằng là 0,25 L là bằng L0. Ở tại điểm 0 mà L đây. Đây các em thấy. Đó. Điểm 0 này là L0, L0 này trùng với L. Đó, các em nhớ vấn đề này. Đây. Đó, thay vào thôi. Đó. Được chưa? L0 này chính là L. L trạng thái 0 này là lưu lượng là bằng L chứ các em. Thế vào. Thế vào đây và cuối cùng đơn giản, cuối cùng ta tìm ra được là D1. Và ta tìm ra được H1. Như vậy thì tìm ra được D1 và H1 thực sự ra là ta tìm ra được một thông số là tìm ra được rồi. Một thông số D thôi cũng được, mà đường D này nó cắt với đường mà nối giữa 0 và 3 này thì nó tìm ra được cái trạng thái 1 rồi. Thì đây nó cho dữ liệu cho tìm ra được luôn là D1 và H1 luôn này kia. Như vậy trạng thái 1 ta xác định xong. Mà khi trạng thái 1 xác định xong thì ta tìm ra được trạng thái 2. Thế giờ tại vì D2 bằng D1. Vì sao D2 bằng D1 các em? D2 này, sau khi phối trộn xong
thì nó đi qua co nó đi phe nó đốt nóng lên trạng thái hai đó ha. Trạng thái hai này nó có phun thêm hơi nước cho nên là cái độ chứa hơi nó như nhau đúng không? D1 bằng D2. Vậy thì ta xác định là D1 bằng D2. Và H2 này á là cái này là mình đã xác định rồi. H1 phết bằng H2 và bằng H3, được chưa? Đó, ba cái H này bằng nhau nằm trên đường thẳng này. Được chưa? Vậy như vậy thì quá trình sấy này này là từ trạng thái 1 điểm phối trộn nung nóng lên trạng thái 2. Rồi sau khi sấy trạng thái 3 phối trộn với trạng thái 0 tạo ra trạng thái 1 và nó nung nóng lên và cuối cùng là có quá trình sấy nó đi theo cái tam giác này là 1 2 3. Tam giác 1 2 3 gọi là tam giác sấy đó các em. Được chưa? Hiểu không? Rồi bây giờ ta có rồi, ta vẽ trên cái đồ thị là ra được cái đồ thị này thôi. Vẽ có hết toàn bộ là số liệu rồi, vẽ trên đồ thị này. Thì nó ra được cái đồ thị hình 6.19. Đã được đồ thị 6.19. Được chưa? Bây giờ ta đi tính cái lượng sản phẩm thu được. Rồi cũng tương tự như các bài toán trên áp dụng tính toán. Như vậy R2 ta tính được. Là lượng hơi nước bốc ra ta cũng tính được. Đổi từ kg trên mẻ đổi ra kg trên giây. Và cuối cùng ta tìm ra được cái gì? Cái lưu lượng L1. Lưu lượng L1 này nó bằng V kép chia cho delta D. Mà delta D lúc này là bằng là D3 trừ đi D1. Chứ không phải D3 trừ đi D1 phết đâu. D3. Đấy quá trình này. D3 trừ đi D1. Được chưa? Và cuối cùng ta tìm ra được là L1. Và L1 này chính là cái lượng mà đi qua calorifer. Được chưa? Thì bây giờ ta tính cái năng lượng mà đi qua calorifer thì đây là chính là L1 nha các em. Nhớ vấn đề cho nó có thầy. L1. Thì quy K này nó sẽ bằng là D nhân cho là R nhân cho L1. L1 này nhân cho là H1 trừ đi H2. Cái quá trình đốt nóng này có không khí hoàn lưu H1 trừ đi H2. Cuối cùng nó sẽ bằng là 1.200,7 kW. Và sau đó ta tính ra được cái lượng hơi đốt cần thiết là bằng pK chia cho R, tính ra được là 0,055 kg trên giây. Các em thấy không? Rồi cuối cùng ta tính ra được là cái công suất động cơ của quạt. Mà muốn tính công suất động cơ của quạt ta tính là lưu lượng đi qua quạt đó các em. Được chưa? Lưu lượng có đi qua quạt lưu lượng khối lượng. Rồi ta tính ra được khối lượng riêng của khí thải đi qua quạt và từ đó ta tính ra được cái khối lưu lượng thể tích đi qua quạt. Từ lưu lượng thể tích đi qua quạt ta tính ra được cái động cơ của quạt. Đó. Áp dụng những cái phương trình để mình tính toán, phương trình này được học ở cái các quá trình cơ học thủy lực và kỹ nén, nó áp dụng cho là cái quá trình chuyển phối thôi, được chưa? Rồi từ ba cái bài toán bài mẫu mà thầy đã dạy để áp dụng đúng không? Phần lý thuyết vào thực tế để tính toán thì các em về nhà giải cho thầy ba cái bài tập rèn luyện. Bây giờ bài tập 1, bài tập 2 và bài tập 3 và bài tập 4, bài tập 5 và bài tập 6, bài tập 7 nha các em. Đó, các em giải về nhà, giải cho thầy 7 cái bài tập này. Như vậy thì bài hôm nay thầy đã giảng cho các em cách giải bài tập về cái quá trình sấy, quá trình mà thiết bị sấy. Các em sẽ trên cơ sở đó các em sẽ tìm hiểu về mặt lý thuyết nhiều hơn để mình hiểu sâu nó, mình mới áp dụng và giải bài tập chính xác hơn. Dựa trên cái cơ sở mà cái bài tập thầy đã giảng và giải cho các em mà ba bài tập mẫu thì các em sẽ làm được không? Chúc các em sẽ ôn bài và kết thúc thi kết thúc cái chuyên đề các quá trình thiết bị chuyển phối trong công nghệ hóa học và thực phẩm đạt được kết quả cao. Thì chúc các em thành công.
Thì xin chào các em.